ấm áp chuyến xe với khẩu hiệu chó để yêu thương không phải thức ăn. Có biết không, giữa đám đông chợt có lúc anh yếu lòng, từng ngày trôi qua sao quá dài, con tim anh biệt nhòi tự hỏi giờ em nơi đâu. Giữa lòng thủ đô giá lạnh, đôi khi chúng ta cũng có một khoảnh khắc ấm lòng như thế này. Trên một chiếc xe máy cũ, một bác gái lớn tuổi đang đèo mấy chú cún nhà mình đi dọc theo các tuyến phố. Chiếc xe được cải tiến rất tốt, có đủ không gian cho các bé ngồi. Đứa nào cũng ăn bận đẹp đẽ, gương mặt tràn đầy sự tươi tắn. Bao nhiêu đó chúng ta cũng hình dung được các bé đang sống rất hạnh phúc với người thật lòng yêu thương mình. Quan trọng, nhiều người còn bị thu hút bởi những dòng chữ được gắn trên xe. Chó là để yêu thương, không phải thức ăn. Đừng hỏi tại sao nuôi nhiều cún, hãy tặng chúng bữa ăn nếu bạn muốn. Những từ ngữ mộc mạc, thẳng thắn nhưng lại là một thông điệp tràn đầy ý nghĩa. Chiếc xe đi khắp các nẻo đường Hà Nội như muốn gửi đến mọi người khẩu hiệu nhân văn nhất. Chó là người bạn trung thành nhất của chúng ta. Chúng tôi nuôi các bạn ấy không vì mục đích gì sâu xa, chỉ đơn giản vì loài vật ấy thực sự đáng quý. Dừng ngay những hành động vô nhân đạo, cuộc sống của con người sẽ tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.